Vâng, xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Mến thưa các bác, thì hôm nay chúng em có đẩy công suất đó, và hôm nay là tại thanh lý đồng giá cho các bác là 3 triệu đó. Ở đây thì chúng ta có con đẩy HZ UM3 ở phía bên kia nhá. Rồi đẩy Akai, đẩy Yamaha, đẩy này là đẩy Party House. Con này là con Yamaha 5000F này các bác này. Đó thì em sẽ chi tiết, soi chi tiết từng sản phẩm một cho các bác này. Đây là con UM3. UM3 là con này là đẩy HZ các bác nhá. Thì con này nó gồm là có, soi cho các bác dễ nhìn hơn này. Con này là có 2 4 5 tụ to và 3 tụ nhỏ nhé. Tụ to thì nó là 80V và 10.000mi. 80V 10.000mi. Còn tụ nhỏ thì nó là 100V và bao nhiêu mi đây. Tụ nhỏ thì chúng ta rất là khó nhìn các bác ạ. Rồi, tụ nhỏ không quan trọng nữa. Đúng không ạ? Và sò thì ở đây là chúng ta có, em sẽ đếm sò này, 1 2 3 4 5 6 7 8 là 16. Là 32 sò. Con này 32 sò các bác nhé. Và 32 sò và 30 sò, 32 sò lớn và 16 sò bú áp. Đó, 16 sò bú áp và 32 sò lớn. Vậy thì là tính tổng của nó là chúng ta là có tới 32 sò lớn cộng với lại cả 16 sò bú áp là 48 sò. Đó, và nguồn thì các bác nhìn này, nguồn xuyến thì rất là lớn luôn. Nguồn xuyến rất lớn các bác nhé. Và con này cũng là có gì này, soi này, nguyên zin. Dạ, nguyên zin. Con này là công suất của nó là 800W trên một kênh. Con này thì bác có thể đánh cặp full 30 hoặc full 40 các nhé. Đó, tiếp theo thì chúng ta có con đây. Yamaha 5000S. Con này là P5000S này, cũng thành ý cho các bác giá 3 triệu. Đây. 5000S này. Yamaha. Có nhìn là nguồn cũng rất là lớn luôn. Nguồn rất lớn nhá. Thôi rồi, con này chỉ không thành ý cho các bác 3 triệu nữa. Thành ý cho các bác 2 triệu rưỡi thôi. Thành ý cho các bác 2 triệu rưỡi đi Yamaha này nữa nhá. Bán cho nó nhanh hết đi. Đúng không ạ? Đây là con 5000S. Và các bác muốn biết thông tin rõ về chi tiết về con 5000S này thì là trên Google, trên mạng có rất là nhiều về thông tin của em nói nhé các bác nhé. Và sang tiếp theo là bên này là con Party House. Con này mã của nó là EVK 3.5. EVK 3.5. Đây thì em cũng cho bác xem luôn này. Con này là sò của nó là sò nó GVK 8 16 sò, con này 16 sò. Và nó có bên này là 6 sò, bên này là 4 là 10 sò bú áp. Là 26 sò tổng, 26 sò các bác nhé. Đấy, quạt gió này. Con này thì hai quạt gió. Hai quạt gió luôn, thanh tản nhiệt thì rất là kiểu như theo dạng hộp luôn. Nên con này thì các bác chạy thoải mái không sợ nóng nhé. Đúng không ạ? Hai quạt gió phía trước thì rất là rộng rãi, lấy không khí mát vào rất là dễ dàng. Đây. Nguồn này, nguồn nó khá là cao nhé. Nguồn này rất là cao. Nó cao hơn các cái nguồn như con này hay con kia. Con này là nó cao hẳn lên. Đó. 2, 4, 6, 8 tụ. Tụ nó là 8200mi và 63V. Xói chi tiết cho các bác luôn. Và nhìn này, để bãi mà mạch mềm nhìn rất đẹp đúng không ạ? Rất đẹp luôn. Thanh lý con này cho các bác là 3 triệu. 3 triệu. Nhanh. Và ra con Akai này các bác này. Để Akai, con này thì rất là đẹp nhá. Con này có màn hình này. Màn hình mặt kính nhá. Akai. AAP 300A. Được chưa? Hai kênh chơi đồ nó này, to nhỏ đây các bác nhá. Đó. Hai kênh to nhỏ đây. Này mà rất là đẹp,
Em chúng ta sẽ xem con này là bao nhiêu sò nào. 2, 4, 5, 10, 20 sò lớn và 4 sò phụ. Ở đâu? 4, 6 sò phụ là tổng là 26 sò. 6 sò bù á. Đó, tụ thì chúng ta là có 2, 4, 6, 8 tụ. Tụ này là 6.800 mi. Đó, nhìn mạch cũng rất là đơn giản đúng không ạ? Nhìn mạch khá đơn giản, nguồn nó bọc rất là kỹ nhé, nguồn này bọc rất kỹ luôn ạ. Đây là hàng bãi các bác nhá. Đấy, cũng thanh lý cho các bác là 3 triệu con này, hàng chất luôn. Vèo đánh đẩy nó full 30 thì thoải mái, đánh đẩy full 30 thoải mái luôn ạ. 4 quạt gió. Em rất là thích những con đẩy nào nhiều quạt gió nhé. Đây là 4 quạt gió này, đây 1, 2 này. Bên này vậy, 1 này. Và dưới này là 2 này. Đó. Tại vì sao em thích đẩy nhiều quạt gió là vì là đẩy nhiều quạt gió ấy, thì khi mà các bác sử dụng lâu ấy, nó không nóng và cái tuổi thọ của cái đẩy nó sẽ bền hơn, lâu hơn. Đó, sợ nhất là đẩy mà nó nóng quá sau đó thì cái tuổi thọ nó đi xuống rất là nhanh. Riêng các dòng đẩy mà để nóng quá thì là tuổi thọ nó kèm theo đi xuống rất là nhanh luôn các bạn. Đây, đây là thanh tản nhiệt này. Đó. Rất là đẹp. Ở đây em thanh lý cho các bác 3 triệu nhá. Đó. Thì tất cả em đều bao zin bao sống cho các bác, được chưa? Thì bác quan tâm vui lòng để lại mình ở bên dưới hoặc là để lại số điện thoại nhân viên bên em sẽ tư vấn cho các bác. Hoặc là các bác gọi trực tiếp về số 0978503822 để được bên em hỗ trợ. Em cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của em. Các bác thấy hay thì nhấn like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.